khoai tây. Hey! Sáng thức giấc ôi kỳ ghê, hôm nay sao căn nhà yên thế? Hey, chẳng có nguyên nhân chẳng hiểu do đâu mà thấy sao dầu dầu. Bố mong nghĩa ông dày la, tôi dâm mang câu thì mà lại lên tiếng. Giấc rối sáng tối và friend hôm nay im là chán thiệt. Hey. Tự nhiên là chán thiệt. Hằng ngày đã quen với những điều phiền toái. Con nghe tiếng ông dày la, hey. Tiếng ma bà dày nhau. Bên kia chú chim bên kia chú chim hoang dã cho gia đình ta. Yeah. Hôm nay là một ngày đặc biệt không có dành cho những chuyện vô phím. Ngôi sao khoai tây vẫn ở trên tầng mây, ta ngồi đây và vẫn cứ tám chuyện. Vậy mấy thứ tầm thường qua đi, vì sẽ cứ luôn luôn suy nghĩ. Chúng ta có những củ khoai tây thật ngọt, vậy hãy cùng nói lên món cà ri. Tất cả phiền lo đều là ngọt ngào thế thôi. Cứ vô tư ngày thằng thời lo chỉ cái chuyện ông trời. Giấc mơ đời ta chỉ có thể tự mình vẽ ra. Và trong bức tranh này một ngày luôn luôn có cả gia đình ta. Rồi cả nhiều chuyện chuyện cả gia đình ta. Chúng ta luôn ý gì bla 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 bla. Thế mà hay ha, cả gia đình ta vẫn mãi nhộn nhịp và cứ thế buồn phiền trôi qua. Ngôi sao khoai tây. Trời ơi, mẫu mới này bà. Trời ơi, nó đẹp quá bà ơi. Không được rồi, tôi nhất định phải mua nó. Nếu không là cuộc đời tôi sẽ cắn rứt lương tâm. Ăn không ngon, ngủ không yên đi nè. Công nhận là đẹp thiệt. Nhưng mà bây giờ bà lấy chồng rồi, làm sao xin tiền ba mẹ? Với lại bà lại còn không đi làm nữa. Bây giờ kiếm đâu ra 40 triệu bây giờ. Trong tài khoản còn chưa đủ 500 ngàn nữa. Hay là bà cho tôi mượn tiền đi. Thôi tôi không có đâu. Ý, nhưng mà bà chịu hòa thuận với anh trai bà một chút á, thì may ra bà còn xin được tiền á. Trời ơi, ông anh trời đánh của tôi không có cho đâu. Ý, nhưng mà tôi còn có anh rể mà. Trong quá trình theo dõi tiểu hành tinh Ngôi sao khoai tây, các nhà thiên văn học cho biết vùng trung tâm sẽ bị nhiễu sóng. Và ngày mai, tức là ngày 18, sẽ có một vùng sóng liên lạc bị mất. Nói cái gì mà ba thấy khó hiểu quá vậy? Đơn giản mà ba, có cái gì đâu khó hiểu. Ý ba nói là cái hiện tượng ngôi sao khoai tây á, sao làm cho mình bị mất điện. Vậy à? Ừ. Ôi, ba không phải mất điện ba. Đó là bị mất sóng vô tuyến á ba. Ví dụ là sóng điện thoại này nọ ba, mới mất điện. Trời ơi, làm gì hay mất điện. Rồi mất điện mất sóng nó cũng như nhau. Không được ba, khác nhau á. Tại vì chữ điện chữ sóng đã khác nhau rồi. Cái là i ê n yên đợi điên nặng điện. Cái là o là ông sộm sông sắc sóng là khác nhau rồi. Hay, giải thích hay gì. Khác cái gì mà khác, ta nói giống là giống. Vậy là giống. Ủa sao trấn áp chỉ vậy? Khủng bố. Nè, anh bắt em nữa hả? Ai thèm bắt trước em. Không lẽ tụi mình có duyên với nhau hả? Cái đầu anh á, bạn đạp. Chưa tỉnh ngủ hả? Em mới là chưa tỉnh ngủ á. Mệt quá. Anh biết không, tuy anh là anh rể nhưng mà em quý anh hơn anh Toàn luôn. Anh cũng y vậy á. Anh quý em còn hơn vợ anh nữa. Anh lộn, ý anh muốn nói là anh quý em ý như là em gái ruột của anh vậy đó. Công nhận chỗ ăn sushi nãy ngon ha. Ừ. Công nhận anh chọn quán ngon ghê luôn á. Vậy đừng sau mình ra nữa nha. Chắc chắn rồi. Anh là số 1. À, ở gần đây á có cái trung tâm mua sắm, mình ghé qua đó nha anh. Ủa, em muốn mua cái gì hả? À không, em muốn đi bộ cho tiêu cơm thôi á. Vậy thì anh chở em tới đó rồi anh về ha. Không được anh, đi một mình buồn lắm, có anh rể mới vui. Trời, anh 40 triệu lận á. Nếu mà là lúc trước thì em mua liền luôn được rồi đó. Nhưng mà giờ em chỉ là vợ của nhạc sĩ nghèo thôi. À. Anh mua cho em nhiều vậy có sao không vậy? Trời ơi, em ngại lắm luôn á. Có gì đâu ngại, em cứ mua thoải mái đi. Ôi, lâu lâu em mới về Việt Nam chơi mà. Anh rể là nhất luôn á. Anh biết là em chỉ thương anh nhất thôi. Lần này về em cũng chỉ đến thăm anh thôi đó nha. Cảm ơn nha. Dạ. Sơn ơi, tỉnh táo lại, không được mắc bẫy nữa. Sau cái lần đó mày nợ cả đống tiền, còn bị An dày dò cả năm trời. Không được mắc bẫy nữa Sơn ơi. Anh rể đẹp quá anh ha. Cái này quá đẹp luôn. Đẹp. Ừ, nhưng mà em ơi, tự nhiên anh sực nhớ anh có cuộc hẹn với đối tác của anh phải đi liền. Em cứ từ từ thông thả dạo chơi nha. Anh rể. Bà ơi, không có gạt đồ gỏng rồi. Còn sao nữa, thử thách càng khó khăn đó thì càng thú vị chứ sao. Chào anh. Em đi đâu vậy? Em đang trên đường đi lấy mẫu về công ty. Lên xe đi, tôi cho em quá gian. Dạ thôi không cần đâu, em đi lại trạm xe buýt gần đây nè. Còn xa lắm, không thấy nặng hả? Lên xe đi, đằng nào tôi cũng tới công ty mà. Dạ. Alo nghe nè, tới rồi thì làm ơn đi vô đi, hỏi hỏi cái gì, bực mình muốn chết. Anh biết cái ngồi ở đây rồi, tới thì vô đi, ngồi điện thoại. Có người đưa quà, kêu là chuyển gấp cho anh nè. Gì mà gấp chữ không biết. Trời, cái gì vậy? Anh rể là số 1, anh là thần tượng của em. Chúc anh sức khỏe tràn trề hạnh phúc. Trời ơi, em ngưỡng mộ anh lắm anh Sơn. Em vợ của anh á, vừa xinh đẹp, dễ thương mà biết quan tâm tới người nhà nữa chứ. Em mà có em vợ như vậy hả? Em hả? Em thương lắm nha. Dạ hả? Muốn cái gì á, em cũng chiều hết á. Hay quá, đội gì cũng chịu, có chút xíu quà cái là. Rõ ràng đây là một âm mưu. Nhìn bề ngoài cứ tưởng là nó quan tâm tới mình lắm, nhưng mấy câu chúc này đánh mấy 5 phút in ra là xong. Đây là một cái bẫy. Anh rể ha, anh nhận được quà của em chưa vậy? Ừ, anh nhận được rồi, nó đang trước mặt anh á. Ừ, anh cảm ơn nha. Tự nhiên tặng quà cho anh chi vậy, anh cảm động quá. Ừ, chứ quà nhỏ mà, có gì đâu anh. Anh cảm ơn. Anh cúp ấy nha. Khoan khoan anh ơi. Tự nhiên em thèm bánh tết quá à. Hai lát nữa hai anh em mình đi ăn nha. Em biết một chỗ ngon lắm. Lát nữa hả? Anh ăn bận lắm, không được. Ủa sao tự nhiên anh lại bận vậy? Trời, bánh tết ngon vậy mà. Nghĩ lại anh là anh rể số 1 trong lòng em luôn á. Sao anh nổ vậy? Thôi được rồi. Chút nữa đi, chút nữa anh chở em đi ăn ha. Vậy hả? Trời, ok anh. Vậy khi nào em tới rồi em nhắn cho anh nha. Ok, bye bye. Bye. Nhớ, mày chỉ được dẫn nó đi ăn thôi, những cái khác tuyệt đối không được. Sơn à, tuyệt đối không được mất cảnh giác. GPA sao rồi? Ổn chứ? Dạ, tương đối anh. Tại vì đối tượng là sinh viên á, cho nên là mọi người quyết định tổ chức một chương trình có tên là Tìm Bạn Tri Kỷ anh ạ. Tốt lắm. Có gì cứ cập nhật tình hình cho Hùng đi. Dạ. Mà hình như là em tin vào chuyện Tìm Bạn Tri Kỷ hả? Thật ra thì em thấy là trên thế giới rộng lớn này, mỗi một ngày mình đi ra đường thì đều có thể gặp được nhiều người lướt qua, nhưng mà sau cùng thì cũng chỉ có thể yêu được người thôi. Nói sao ta, em thấy đó là duyên á. Phải có duyên phận thì hai con người mới có thể gặp được, yêu nhau. Giống như cái câu mà người ta hay nói, định mệnh, anh yêu em. Chỉ có những cô gái mơ mộng ngây thơ thì mới tin vào chuyện định mệnh thôi. Định mệnh là một khái niệm được sử dụng rất nhiều trong các tiểu thuyết ngôn tình. Cô biết dân số trái đất này bao nhiêu người không? 7 tỷ dân. Xác suất để hai người hoàn toàn xa lạ có thể gặp được nhau là 1/20.000, tương đương 0,05 phần triệu. Và xác suất trong số những người đã gặp nhau có thể yêu được nhau là 1/2.000, tương đương 0,5 phần triệu. Như vậy, mỗi một người trong số 7 tỷ dân đó đều có cơ hội xác suất gặp được người mình yêu như nhau cả. Chẳng có gì là định mệnh hết. Bởi vì cô quá thích một người nào đó cho nên cô đã suy diễn đó là định mệnh thôi. Bé Hạnh à, anh thấy em uống nhiều lắm rồi đó. Em uống được mà anh, không sao hết. Em vợ nữa, uống say rồi mè nheo đòi quà mình hay sao? Không được, mình phải cẩn thận, thật cẩn thận. Thật sự, em dạo này rất là mệt mỏi. Anh cũng biết đó, anh Kiên vừa mới đám cưới là anh đi Mỹ liền luôn. Thật sự bản thân em cảm thấy rất là cô đơn và tủi thân. Nó muốn lấy lòng thương hại của mình đây mà. Em đang khóc quá hả? Thấy chưa, lại dùng nước mắt gạt người. Tiếp theo chắc chắn nó sẽ nói là không có tiền rồi kiếm cớ xin xỏ. Nếu mà cuộc sống em có một chút niềm vui đó thì em cũng sẽ không thê thảm như vậy đâu. Nhưng mà anh biết bản thân em bây giờ muốn hưởng thụ cũng không thể nào hưởng thụ được. Em muốn mua thứ em thích cũng không thể nào mua được anh à. Đúng rồi kìa, nó bắt đầu vô vấn đề rồi. Hạnh à, em đang phí sức đó. Anh không còn là ông anh rể ngây thơ trước đây nữa đâu. Anh là Sơn, đã lên level rồi. Chiêu này không đủ đồ. Nó muốn dùng nước mắt để hạ gục mình. Nếu mình không phản ứng thì nó sẽ khóc hoài cho coi. Không được, phải mau kết thúc chuyện này. Em vợ à, anh hiểu hết đó. Nhưng mà thật ra thời gian gần đây anh cũng gặp rất là nhiều chuyện không vui. Rất là nhiều người nói cái nghề luật sư của anh dễ kiếm tiền lắm, vô nhiều hợp đồng lắm. Nhưng mà họ đâu có biết, không có nghề nào áp lực bằng cái nghề luật sư hết á. Để kiếm được một cái hợp đồng, kiếm được một cái vụ bào chữa cho người khác, phải chày da chóc dẫy, biết bao nhiêu là áp lực. Thậm chí nếu mà anh cãi thua thì đương sự, chửi rủa, đòi tấn công. Đôi lúc người ta còn coi anh như cái thùng rác để trút giận nữa. Gì đây? Ảnh phản công lại mình sao? Anh rể, đúng là anh tiến bộ nhiều rồi. Anh rể? Ai lại dám nói anh là cái thùng rác chứ? Anh cố lên nha, mạnh mẽ lên. Thôi em cũng đừng có buồn nữa, ăn nhanh đi rồi mình còn về em ha. Cái gì? Kế hoạch của mình thất bại hả? Không được, phải tập trung tinh thần quyết tử. Phải nhanh chóng tìm cách đối phó, nếu không ảnh về mất thì tối công. Không được, phải giữ chân ảnh lại, động não đi hả? Anh ơi, phải kiếm chuyện gì đó nói nhảm để giữ chân ảnh lại. Em nói với chị An chuyện đó nha. Hả? Chuyện đó là chuyện gì? Ba? Sao nãy giờ không thấy động tĩnh gì vậy ba? Có giờ cá nó chê mồi của mình không ba? Cứ từ từ, không chuyện gì phải vội. Trước sau gì cá cũng phải cắn câu thôi. Bé Hạnh, cái chuyện đó là chuyện gì vậy? À, chuyện đó không có gì quan trọng đâu anh đừng có lo lắng quá. Thôi, em về nha. Tưởng vậy là xong chuyện rồi, sao nó lại úp úp mở mở như vậy ta? Không đúng. Rõ ràng nó đang dụ cá cắn câu. Không được mắc mù của nó. Cảm ơn anh bữa nay nha. Khoan đã bé Hạnh, anh rất là thắc mắc. Cái chuyện đó là chuyện gì? Em nói thẳng cho anh biết đi. Em cứ vậy hoài anh khó chịu lắm. Sơn, cứ kệ đi. Đây là mồi nhử, đừng dính bẫy. Sao anh? Nghe anh hỏi nè, cái chuyện đó nó là chuyện gì? Sơn, đừng có hỏi. Không có chuyện gì đâu, nó lừa mày đó Sơn. Anh, chuyện đó là chuyện gì anh phải biết chứ. Đây là cái bẫy đúng không? Đúng không? Là cái bẫy đúng không? Tuy là phụ nữ nhưng mà em hiểu cái đó chỉ là nhất thời thôi mà. Không sao, có gì gọi tôi sau vậy nha. Anh Sơn, anh Sơn, có phải anh không anh Sơn? Anh Sơn, anh Sơn, anh Sơn, anh phải không? Anh Sơn, anh Sơn. Hạnh, hay là mình ngồi xuống uống thêm vài ly nữa rồi mình về ha? Thôi anh, em về đi, em mệt lắm nha. Nếu em đã nói vậy rồi, thôi em nói luôn đi. Cái chuyện đó là chuyện gì? Biết nói gì bây giờ? Đi bar hay có quỷ đen hay có bồ, rốt cuộc cũng sợ bị phát hiện bí mật gì? Anh à, ở người phụ nữ ghét nhất ở người đàn ông đã có vợ rồi chỉ có 4 yếu tố thôi: tiền bạc, rượu chè, quỷ đen, quan hệ ngoài luồng. Mà tại sao anh lại... Thôi, em không muốn nói nhiều. Nhìn vậy thôi chứ cá sắp cắn câu rồi. Sacombank hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Em về nha. Thôi đừng em khoan về, mới ăn no mà về nó không có tốt cho bao tử đâu. Anh nghĩ là mình phải đi vòng mình đi dạo cho đồ ăn nó tiêu á. Hay là mình đi coi túi xách đi. Túi xách? Ừ. Thôi em không cần đâu. Thôi mà, anh thấy cái túi xách này nó đẹp, nó hợp với em lắm. Nếu mà em đeo vô bảo đảm cái dáng em nó đẹp khủng khiếp luôn. Coi như là anh năn nỉ em nhận cái quà của anh là cái túi xách đi ha, được không? Ừ. Cắn rồi ba ơi. Đó, thấy chưa, trước sau gì cũng bị cắn câu, giật lên đi. Đây ai rồi cuối cùng cũng sẽ gặp được người mình cần gặp thôi. Ông làm nhảm gì vậy? Có bao giờ ông tin vô hai chữ định mệnh chưa? Kiểu như là người ta từng yêu nhau, rồi sau đó người ta chia tay, rồi lòng vòng cuối cùng người ta lại quen. Trời ơi, cái kiểu mơ mộng đó dành cho bọn con gái thôi, chứ ngoài đời làm gì có. Nghe không? Chia tay là chia tay, ông có đi mòn dép chăng nữa không quay về bên nhau, chứ đừng nói đi một vòng. Nè, đừng nói với tôi là ông tin với chuyện đó nha. Chẳng biết nữa, nhưng mà đã từng có lúc tôi mong nó là sự thật. Nè Khánh Toàn, hay là ông nghe lời mẹ ông đi xem mắt đi, biết đâu khi gặp được người mới thì ông sẽ quên được cô gái đó. Nhưng mà nếu như định mệnh có thật Tùy hả? Còn nhiều việc lắm không? Em chỉ còn một cái mail gửi cho khách hàng nữa làm xong rồi. Em biết cầu móng không? Đúng 8 giờ chúng ta gặp nhau ở đó nha. Dạ. Cầu móng là sao anh? Tôi sẽ chờ em. Anh Toàn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy trời? Trời ơi, sao tự nhiên không gửi được? Làm ơn đi. Cho nên là em đi đưa giấy tờ trực tiếp cho khách hàng. Em xin lỗi nhưng em sẽ đến trễ trong 20 phút. Anh đợi em nha. Em cho anh góp 36 tháng nha. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Anh Dễ ơi, nếu mà chị hai em biết á là chị sẽ giận lắm luôn á. Thì đó, bởi vậy em phải giúp anh là giữ bí mật cái chuyện này ấy nha. Dạ, em cảm ơn anh nha. Năng Hạnh có kiếm em không? Không, Hạnh dễ gì mà kiếm em. Mà sao? Nó kiếm anh nữa hả? Có chuyện gì nữa? Không, đâu kiếm anh đâu. Tại em thấy thằng kia đi Mỹ, sợ nó buồn, muốn tìm em mà hai chị em tâm sự thôi chứ có gì đâu. Cũng may là mình khôn bịt miệng nó kịp thời. Nhưng mà chuyện đó rốt cuộc là chuyện gì? Anh ơi, cho em hỏi xíu nha. Anh có biết là cầu móng nằm ở đâu không? Trời ơi, cầu móng xe lắm chị ơi. Vậy nếu bây giờ mà em đi xe buýt á thì em phải đi như thế nào vậy anh? Chị phải đi 2-3 chuyến lận. Bây giờ chị ra phía trước chị đón chuyến đầu tiên. Cảm ơn anh nhiều nha. Cầu móng đón tôi nha. Anh ơi, anh ơi anh, cho em hỏi cầu móng nằm ở đâu vậy ạ? Cầu móng kìa. Cảm ơn anh nhiều nha. Tới nơi rồi. Anh đang ở đâu vậy? Em ơi, quay lại chỗ nãy cho anh đi. Mình đang đi đường một chiều đó anh. Giờ quay lại chỗ nãy là hơi vòng lại xa. Lại. Dạ. Tấp vô cho anh đi. Em đi đâu vậy? Em có hẹn với anh Toàn, nhưng mà tới nơi trễ quá cho nên là anh đi về mất tiêu rồi. Còn anh? Anh mới đi gặp khách hàng, xong rồi trên đường về gặp em rồi. Nếu mà tình cờ như vậy mà có thể gặp được nhau thì em nghĩ là hai đứa mình có duyên phận thật á. Nhưng mà sẵn tiện gặp nhau ở đây rồi, hay là hai đứa mình đi ăn gì đi ha? Em đói bụng quá. Ừ, cũng được. Anh nhắc thì anh cũng đói rồi. Bụng anh kêu rồi. Đi, kiếm gì ăn đi. Đi. Lại không mệt quá. Nè có dùng nước không? Thay mới đẩy. Ủa? Anh Toàn. Chào anh. Anh Toàn nè, em xin lỗi anh nha, tại vì hồi nãy em đi tới cầu Móng rồi mà nó kẹt xe làm em mất hết 1 tiếng hơn luôn á, cho nên là em có nhắn tin với gọi điện cho anh nhưng mà cũng không liên lạc được. Xin lỗi anh nha anh có chuyện gì cần em làm thì anh nói đi, em sẽ làm. Không sao đâu, chuyện đó anh nhờ người khác làm rồi. Nãy anh cũng không liên lạc được á, điện thoại bị gì á. Anh nhớ rồi, anh coi bản tin người ta nói là tại Ngôi Sao Khoai Tây á. Em xin lỗi anh nha. Ủa lúc nãy hai đứa hẹn nhau hả? Không có, tụi em vô tình gặp nhau trên đường thôi hả? Vô đi. Ảnh kêu kìa. Thì đi vô. Thật ra em thấy ở giữa thế gian rộng lớn như thế này, mỗi ngày đi trên đường mình đều có thể lướt qua rất là nhiều người, nhưng lại gặp rồi chỉ yêu một người. Nói sao ta, người ta gọi đó là có duyên đó. Có duyên phận nên hai người xa lạ mới gặp và yêu nhau. Toàn ăn cá nghe. Hôm qua ông nội với ba là đi câu cá được con bự lắm. Nhưng mà coi nó to xác rồi chứ nó ngu lắm con ơi. Dạ, mà ớt thì để gần, cá để xa. Đây, hầu tận nơi luôn. Có ăn ra hầu. Mẹ ơi, chiều hôm trước mẹ kêu con đi con mắt á, con sẽ đi. Sao con? Con nè, chừng nào con định đi coi mắt? để mà gọi điện thoại nói chuyện với người ta? Mẹ cứ gọi cho nhà gái đi, khi nào gặp cũng được. Anh Vũ, em không biết anh có thích đồ ăn em nấu không? Em tự tay làm nó nên hãy ăn ngon nhé, em Hương. Lố mình, thời buổi nào rồi là cái trò này. Tại chị không biết chứ mọi người không biết thôi. Bình thường em đi chung với ông Vũ á, chán muốn chết luôn á, ông làm phiền em nhiều lắm. Giờ tự nhiên có người hốt em đi, khỏe dễ sợ luôn. Đón xem tập 95 sitcom Ngôi Sao Khoai Tây phát sóng vào lúc 19h55 phút thứ ba ngày 15 tháng 1 năm 2019 trên kênh HTV7. Tất cả phiền lo đều là ngọt ngào thế thôi, cứ vô tư ngày thành thời lo chỉ cái chuyện ông trời. Giấc mơ đời ta chỉ có thể tự mình vẽ ra, và trong bức tranh này một dài luôn luôn có cả gia đình ta. Rồi